quá trời, có đệ tử nào nguyên nè, nguyên thắng rồi nè. Tức là rồi ông Mohammed thì chỉ có một bà vợ thôi, Tập Tích Ca thì chỉ có một người, Lão Tử hình như cũng một người, Phật Tử có một người. Thì thời nay cái đạo ra rồi muôn vàn khó khăn hơn thời xưa. Ra đó là ở cái thời này mà khi nhân loại mà không còn biết đến tâm linh, không biết tới thượng đế, chẳng biết Phật, chẳng biết ai hết á, thì thường thường giống như kiểu đại ông khỉ của ông Noa bị nhấn chìm qua địa cầu này, hay là giống như thời Atlantis mà đang thành phố đang phồn vinh giàu có bị chìm xuống biển. Mình không bị vậy, mình chỉ qua cái sàng lọc. Qua cái sàng lọc là gì? Cha cũng từ bi, Phật cũng từ bi, không muốn cho bao nhiêu cái thành phố, bao nhiêu cái công trình mình xây dựng bị đổ nát. Rồi sư phụ mới mang thân người, đức thầy cũng phải xuống phàm mang thân người, không phải một lần, nghe rất là nhiều lần chuyển thế, gọi là chuyển lên thánh dương. Sư phụ chuyển lên thánh dương, sư phụ đầu thai rất là nhiều kiếp để mà tới ngày hôm nay đúng cái thời điểm này để mà lập hội Long Quang, để mà cứu cái nhân loại thời nay không có phải là 10 chết 7 còn 3, mà chỉ chết một số những người gọi là quá vô nghị, những người lì lợm. Những người đó là không biết là ai rồi đó. Bây giờ mình thấy của Việt Nam đóng, rồi nước Mỹ này cũng vậy, nó nằm trong tất cả những cái thành phần, trong đó có những người anh em gia đình của mình nữa, vì chồng mình không chừng nè, đó cũng là quý ba nữa nè. Hôm nay cái bài thi cuối cùng mà ai mà qua được cái bài thi này là người đó xong luôn. Xong có nghĩa là cái gì? Xong có nghĩa là mình sống một đời này, tuy là hiện tại tất cả tâm trạng chúng ta bất an đúng không, ngày nào cũng lo cái chuyện gì xảy ra, cả thế giới hôm nay giống như là người mất hồn vậy đó, giống như zombie vậy đó. Nhưng mà qua cái màn này rồi, chúng ta sẽ có một cái thời đại chúng ta rất là busy. Chúng ta không phải đi qua Mỹ mở 2 tiệm nail, 3 tiệm nail rồi đi giữa nail, cái đó là nghề tạm bỡ. Chúng ta có một cái tương lai, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều chuyện hữu ích, và không có ai lường gạt ai lẫn nhau nữa. Cái gì cũng có một cái môi trường rất là tốt, không có phải hít thở một cái không khí mà cái gì cũng phải sợ bệnh. Ăn ở Việt Nam ăn gì cũng sợ bệnh hết, chất độc của tàu, rồi không khí mà bao cái chất thải nước. Nước bây giờ Việt Nam ô nhiễm, cái nước ô nhiễm mới là quan trọng nhất. Dân vùng quê mấy chục triệu, dân 50-70 triệu mà cứ xài nước ô nhiễm, cái nghĩa là một thời gian không có làm gì sai cũng bị bệnh trong cơ thể nữa. Rồi lúc đó lên Sài Gòn là một gánh nặng, vô nhà thương là một gánh nặng cho quốc gia, rất là tồi tệ. Cho nên sau này cái môi trường nó không còn gì, rất là tốt đẹp trong nước. Cái đầu tiên là phải cái nguồn nước phải cho sạch thì dân mới không có bệnh. Mấy con mà đi qua Nhật thì mấy con thấy ở trong cái bên Nhật không có để nước cho mình uống nha. Cái mình hỏi nước uống đâu, trong phong tan, thật sự nước phong tan là nước uống luôn á, mình trà mặt mà nước tắm. Tại Nhật lọc nguyên á, nước của nó rất là sạch. Cho nên bên đó là nước phải như vậy, cho nên dân Nhật người ta đâu có bị bệnh bậy bạ. Trừ cái ngày xưa người ta bị hai cái quả bom ở Hiroshima với Nagasaki, thì những người đó hôm nay cũng còn số lại. Chứ thật sự là nguồn nước Việt Nam bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà tiếp tục mà chính phủ mà không, hay là không ai biết suy nghĩ lâu dài cho quốc gia đó, đó là một cái gánh nặng, đó là bao nhiêu nhân tài lớn lên xài những cái loại nước dơ này, rồi người học giỏi có bằng tiến sĩ thạc sĩ cũng bị bệnh này bệnh kia chết. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe thì quốc gia mới phát triển. Hãy
thêm mất đó. Nhiều huyện ngủ hả? Ngủ hả? Ngồi ngồi vậy cho nên ta đi bỏ hồi nãy. Cậu sắp sửa cậu đi về với cậu. Cái gặp con với lại hái lên cái cổ tìm cái bụng được. Mê thiền ta đi mất hết trơn. Bây giờ đi về, giờ có hai anh đi theo đây. Con về đâu trên núi hả? À? Ở đây nè, mới ngồi thiền ở đâu với sư phụ nè, cậu đi. Dạ bác ngồi đây. Cái đi ta bỏ hết. À. Ở đây có hai đứa tiểu hết bình kỳ tới đứa con. Đây mấy đệ tử sư phụ nhiều lắm, anh theo sanh cũng nhiều. Đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng hiền, cũng biết tu. Nhiều đứa có thằng chồng quá trước, muốn bỏ cái sư phụ khuyên đừng bỏ. À, muốn gì đó, lên khấn trên điện mẫu á, lên trên điện mẹ đó, khấn chừng ba bốn lần mẹ cho là đứt lìa liền. À, trên điện mẹ linh thiêng lắm. Bỏ mới dễ đâu sư phụ, năm đầu về trả tiếp á sư phụ. Mình nó cũng không có gì đâu là khó. Tất cả cái này cho phụ nói chuyện đời luôn. Phụ nữ đa số cần gì? Cần có một người chồng bình thường, một cái finance vững chắc, asset. Chứ không có cần một người chồng là anh hùng gì hết á. À, chỉ có một cái tài chánh ok cho cuộc sống bình thường thôi. Rồi muốn tôi đẻ con mà tôi nuôi con á, anh đừng có đi quậy được rồi. Nhưng mà đâu phải chỉ mơ ước nho nhỏ gì mà được đâu bác. Khó lắm. Là vì khi mình sanh ra là mình có cái nghiệp. Ở cái đời trước mấy con không biết thời hạn kiểu nào nha. Cho nên bây giờ nó quá trời rắc rối. Gỡ không nổi, gói tơ lòng. Thì thôi. Một lời thề của mình. Vô vi hay là ngồi lúc romantic hay đi chơi lúc mà mới cặp bồ á. Em thời chọn đời yêu anh mãi mãi gì vậy, đừng bao giờ thời. Tại vì khi mình thời như vậy á, là mình không dính kiếp này, mình cũng dính kiếp sau. Ghê gớm lắm, cái lời nguyện nó dữ lắm. Sư phụ có lời nguyện cho nên hôm nay phải ngồi đây. Hôm qua sư phụ bị chảy máu cái đầu á, cái mấy chị nói là mấy ngày cũng đỡ rồi. Đỡ, không phải đâm vô mắt, vô bàn tay, hiểu không? Mạnh lắm á. À, tự gì gần đây sư phụ xin cho cái trái đất, xin cho nước Việt, xin tùm tùm. Thì lâu lâu sư phụ phải có chút xíu xịt máu. Lãnh nghiệp giùm nó vậy con. Chứ không phải mỗi lần sư phụ trị bệnh ra là mình là xong rồi. Mỗi lần sư phụ trị bệnh là con cứ tưởng tượng con móc tiền á. À, cái luật của cái thế gian này là vậy nè. Một trả một mà không có chuyện mà xin giùm. Thật cũng vậy thôi. Sư phụ cho con hỏi 1 câu. Hỏi 10 câu. Tại con nghe tiếng sư phụ thường ưa nói vụ mà tiêu hồn tiêu xác á. Cái con lại nghĩ, ủa vậy mấy người ta làm ác, ta làm tội á, tại ta ví dụ người ta chấp nhận tiêu hồn tiêu xác thì ta lúc đó xác ta cũng tiêu mà hồn người ta cũng tiêu luôn, ta thành không khí, người ta không bị trả cái nghiệp, thì như vậy là tiêu hồn tiêu xác là như thế nào con chưa hiểu rõ sư phụ. Chúng ta ngồi hôm nay mấy con có thể là cả mấy nghìn tuổi cũng là cõi tiên, chúng ta có cái đời sống sung sướng ở trên trời, bay tới bay lui, đi hái hoa, đi tắm ao sen, rồi đi cua tiên nam cua tiên nữ, đại hát trên trời có đời sống y như chúng ta, cũng ăn uống mà cũng vui cũng đầy đủ hết. Nhưng mà chỉ có một cái là chúng ta chẳng không có xài tiền, xài bằng phước, thì chúng ta chẳng là không có lo lắng cái gì hết, thì chúng ta có thần thông. Cho nên không có ai gạt nhai trên đó. Ma Dương á, nó cũng có thần thông, nhưng mà nó chỉ thiếu có cái lậu tận thông là cái tâm từ bi. Rồi con cháu nó xuống đây làm khổ chúng ta. Rồi nó cũng là con của cha. Cha mới cho ok, màn này màn chó. Địa ngục mở cửa, quỷ xuống đầu thai, sống chung với tiên Phật của một cái thời đại tận thế mà Pháp này. Nhưng mà đứa nào mà không biết là quay đầu trong cái thời điểm này nè, giờ chót á, không có chịu quay đầu á, thì mà lại còn gọi là chống cái thiên tình này, gọi là nghịch thiên á, gọi là sẽ bị tiêu xác tiêu hồn.
tiêu sát tiêu hồn là sao? Chúng ta đã tu luyện, chúng ta đã thành từ đá, rồi thành ra cái này kia, cho tới ngày hôm nay chúng ta có thân người, là đã trải qua rất là khó khăn. Mà vào cái thời đại bằng chim chỉ có người hiền đức, người tốt sống thôi, còn hướng người hung dữ. Cũng như một công ty của con hay một cái gia đình, chỉ cần một đứa con mà nó bị bệnh thần kinh thôi, cả cái gia đình đó là cũng náo động với nó. Huống hồ chi một cái thời đại vàng kim trong tương lai, biết bao nhiêu người hiền đâu có người giữ, vì để mấy người giữ vô để là phá hư cái xã hội vậy. Không có cái đó. Cái thần hồn chúng ta khi mất cái xác này thì như mất cái áo, nhưng mà mình đi chuyển thế, mình có thể đầu thai, nếu mình không có tu tập mình sẽ đầu thai trở lên là một em bé khác, một trí tài khác, phục vụ 18 năm sau cho cái thế hệ sau, một cái phi nhung cho 18 năm sau. Nhưng mà người mà gọi là cực kỳ ác, phụ nói chữ tiêu sát tiêu hồn có nghĩa là mất trong không gian luôn, không có cơ hội đầu thai luôn, không có được đi đầu thai nữa, là mãi mãi mất luôn. Tức là con sinh ra đời là có một cái identify, hôm nay là mất luôn, nó có cái đó nữa. Tức là ở trên nhìn thấy cái chân linh này rất là khó dạy. Giữ ở đâu? Địa ngục đóng cửa là giữ ở đâu? Mà nhất là những người mà chống, gọi là chống chống với bề trên, nghịch thiên. Chứ phụ chỉ sinh được 3 lần. Những cái người hung dữ, chửi cho phụ, xuyên tạc hay làm kiểu nào, phụ sinh được 3 lần. Lần thứ tư ở trên không có cho, nhất ba tàng sẽ tiêu xác tiêu hồn. Nếu mà sư phụ nói vậy thì con nghĩ có những người ở vị trí cao, họ tham dụng, họ hại không biết bao nhiêu nhà một cửa, họ sẽ bị tiêu xác tiêu hồn. Bây giờ họ chấp nhận tiêu xác tiêu hồn luôn, nhưng mà họ hy sinh là con cái gia đình họ có tiền có bạn ăn chơi phung phí này kia, thì họ chấp nhận vậy luôn. Họ chấp nhận mất tiêu xác tiêu hồn, nhưng mà cái kiếp này họ được thụ hưởng là phước tiền tài gái uống đủ thứ, họ chấp nhận luôn. Nếu mà nói vậy họ chấp nhận tiêu xác tiêu hồn, họ không biết sợ. Thì con nghĩ là phải ở một cảnh giới nào, những người đó phải đền tội và phải biết như thế nào thì như vậy thì nó mới gọi là luật nhân quả công bằng chứ sư phụ. Nếu mà cho họ xuống địa ngục bị cắt lưỡi, bị cưa làm đôi, bị ôm cột đồng đỏ thì dễ rồi. Tiêu sát tiêu hồn là cái trừng phạt nặng nhất của bề trên, tại tất cả chúng ta cũng là một luồng khói đặc từ lúc ban đầu. Những chư thiên có 64 dimension để mà biến hóa, đó là một luồng khói trong crystal, là một khói pha lê, thì từ những chư vị ngày xưa cũng là một luồng khói đặc. Rồi từ một luồng khói đặc đi qua bao tỷ tỷ kiếp, đi qua tất cả các thành tinh tu tập thì mới thành ra một cái luồng khói trong pha lê. Mà bây giờ cái luồng khói này không còn hiện hữu nữa thì con thấy nó rất là bị mất mát. Cái xác phàm này đâu có gì gọi mất mát. Mình chết là mình tiếp tục một cái đời sống mới, mà họ không có một cái đời sống mới nữa thì họ mất luôn. Cũng giống như nói với người thế gian là bị tử hình. Còn cái ý của con cho họ như vậy là dễ. Nhưng hôm nay họ mang xác phàm vì họ vô minh. Vô minh, cái chữ vô hộ giải thích đó, là cái thằng ăn cướp nó giết người, nó bị tử hình, nó lên cái điện hay nó bị bắn 3 viên thì là nó còn có trí tuệ, nó khôn á. Tại vì nó một mạng, nó trả một mạng như cái hồn nó còn. Còn cái người loại người mà con nói, mà vừa mới nói á, mà cực kỳ tham nhũng, rồi ăn chơi gái gú, rồi không còn sợ trời sợ đất á, sư phụ gọi người đó là siêu ngu. Cái chữ siêu ngu á nó còn nặng hơn cái thằng đi giết người bị tử hình á, là bị tiêu xác tiêu hồn. Nhưng nếu mà họ đừng có đụng với những người mà có sứ mệnh xuống trần, họ đụng với những người sứ mệnh xuống trần á là mới gọi là tiêu xác tiêu hồn. Còn họ đụng với người phàm gọi là giống như lan chạ lẫn nhau, đứng lên chiếc xe điện mà xe bus của Nhật mà đông vậy đó, đụng qua đụng lại vậy đó, thì họ chỉ là bị tội. Nhưng họ lỡ họ phạm thượng, họ đụng với những người mà làm mang xác phàm làm nhiệm vụ cho bề trên, mà họ cản trở một người làm thiện, có nghĩa là đốt nhà phá chùa giết cha mẹ, tội rất là nặng. Cản trở con là có tâm từ bi làm thiện,
Một ngày con có thể làm cho 10 người có cơm no áo ấm, hoặc là 100 nụ cười, mà họ cản trở có nghĩa là họ làm mất quyền lợi cái 100 người, gọi là đại phạm thượng, là đại trọng tội. Thì những người đó đó mà cứ tiếp tục gọi là tiêu sát tiêu hồn, còn hoặc là họ có thể ở vào trong cái địa ngục gọi là cực kỳ đen tối, khoảng ít nhất theo sự đó cả 10.000 năm, không biết 10.000 năm nó biết bao lâu. Bởi vì những cái thời đại sau này á, nhân loại á, sẽ sống rất là trang hòa với nhau. Họ phải chờ đến khi nào một cái thời đại gọi là cực kỳ ác, ác giống như cái bản chất của họ, thì họ mới hợp với những người đó. Cũng giống như là họ giữ như con chó sói. Họ không, con chó sói không có thể nào sống chung với một đàn cừu được. Thì họ phải chờ một cái thời đại rất là dữ, họ sống chung giống như trong phim vậy. Nhưng mà chờ tới cái thời đại mà những người dữ rất là khó. Cho nên thời đại của chúng ta là cũng là một cái thời đại cực kỳ thử thách, challenge. Mình người hiền cũng có, đây người hiền không. Nhưng mà người dữ ngoài kia không thiếu. Họ có số lượng họ hơn chúng ta gấp 5-7 lần. Thì con phải chấp nhận. Nhưng con phải cảm ơn những người gọi là ăn chơi đó, để cho con ngộ đạo. Nếu mà họ là một người bình thường á, con không có biết cha biết mẹ, con không có ngồi đây đâu. Con không khổ là con không biết cha mẹ đâu sư phụ. Thì đó, con phải cảm ơn. Dạ. Đó là tại sao hồi xưa những clip cũ sư phụ nói á, là Thượng Đế có 12 người con, trong đó có ông có cái sừng á, là anh của sư phụ á, ông giữ. Dạ. Thì ông mới làm cho một đống người ở đây nè, chúng ta nè, biết sợ, là biết tu mà mới đi về. Bây giờ cái biển này sống nó có thể lật thuyền, nhưng mà cái biển này mà không có sống mấy người đó nó đâu có giữ nước được. Cái mặt trời ai cũng nói mặt trời nóng, mà không có mặt trời sao cây cỏ nó mọc. Ai cũng ghét mưa, nếu không có mưa thì chúng ta cũng không có những buổi ngồi trầm tư mà để cho cái tâm ta lắc động. Cái gì nó cũng có cái lợi và có hại. Cho nên khi mà bề trên đã sắp đặt ra một cái lớp học cho chúng ta, cái thế gian này lớp học nửa sướng nửa khổ nha, cõi ta bà này nửa sướng nửa khổ. Nhưng thiên tâm trong tương lai, nếu mà làm đúng đời của Thiên Đức Việt này của sư phụ là một cuốn kinh sống, mấy con cứ mua vi cứ ở đây chơi đi biển cũng là tú. Sư phụ từng ngồi những cái cục đá tuốt ngoài đó từ sáng, từ khuya cho tới gần sáng, một mình sư phụ ngồi thiền. Những cái năm 2005, 2006, 2007 cũng là chiếc xe này sư phụ đậu đây. Rồi mỗi buổi sáng sư phụ cũng tu tập đi từ chỗ nãy nè, nãy mình đi nè, mình đi tới cái mỏm ngoài đó, rồi vừa đi vừa niệm Phật. Còn bao nhiêu chuyện động trời động đất xảy ra sư phụ coi như là phá. Thì từ đó sư phụ mới lúc đó chia tài sản, sư phụ mới nhìn thấy một đống cái vàng ao đó, nó vô giá. Thì từ đó sư phụ mới về chùa, mở chùa mới đi cho. Có những lúc mà khi mà con ngộ ra rồi, con coi vàng, bạc, hộp son, Rolex sư phụ cho láng hết thời đó. Có cái lúc cảm giác vậy, cho khỏe. Tự vì thằng nào mà biết sư phụ có 10, cả 1.000 cái ao vàng mà phủ trong chiếc xe này á, nó giết sư phụ á, không có sợ chết. Nhưng mà mình không có chết ngu kiểu đó, con hiểu không? Nghĩa là mình vẫn quý cái mạng của mình. Có lúc mình, một lúc mình tộ ra như vậy, nó phù du mà, nhưng mà cũng không có ngu hết. Họ mua chiếc xe đó 375.000, thu bỏ trong băng 1.000.000. Còn nhà cửa con khá chia tài sản đầy đủ rồi, là tính đi giang hồ, phụ lái một mình á, đi khắp nước Mỹ, đi qua Canada bằng xe đó, ở xe phụ vọng với xe chiếc giang hồ vậy. Để rồi nó hết này. Ở thiên á, sau này á, các con cứ sống bình thường. Người ta nói cái thế gian này khổ, khổ là vì con không có tìm được. Hôm nay sư phụ đã tìm được, mình vừa thành Phật tại thế gian mà mình vừa sướng tại thế gian. Chỉ có thiên tâm thôi, là mấy con cứ làm tu bình thường, chứ không phải kiểu tu còn gù và gặp rồi vô chùa. Con nghĩ tối ngày á, khóa tu 10 ngày ngồi trong chùa ngồi thiền trong đó, con nghĩ được cái gì, trí tuệ nó ra không? Ngồi trong ngắn ngồi nằm 10 ngày
toàn là bị mấy thằng ma ngồi cái bên nó hung lắm, bể gò má luôn á. Tại vì trượt á, tại trong chùa toàn là giống nhiều, có hiểu không? Còn con ngồi như kiểu mình hồi nãy nửa tiếng thôi, cũng y như ngồi trên núi Thiên Long Sơn. Lên núi mình cũng linh thiêng, phước biển có ngài Long Dương ủng hộ mình. Thì đó là những cái lối tu cuộc kiểu của mình. Chứ giờ con mà mặc áo chàng với phụ mặc áo chàng, thầy cho mình ngồi kiểu đó, trong cả làng này ta bỏ biển ta đi về hết, ta sợ mình đó, con hiểu không? Ta nhường cho mình tu á. Con ơi, con có hiểu ý nó không? À, mình góp bên nước. Tại vì nó tu là mình treat mình từ ở bên trong, không có tâm. Không phải mình tu từ ở bên ngoài. Thì đại khách là thiên tâm chúng ta. Thì những cái gì mà lâu nay phụ dẫn mấy con đi đây đó để cho con hiểu được. Đừng có chấp hình thứ, mình phải chấp tại sao mình vẫn còn chưa có ngộ ra, mình vẫn còn phải bị khổ bởi cái chuyện này. Mình giải quyết được trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được, bất cứ cái gì nó cũng có một cái câu trả lời, không có bài toán nào mà không có đáp số nghe con. Cái mình nói ồ, tôi bỏ rồi tôi sợ, mỗi lần nghĩ tới tôi không bỏ rồi tôi cũng sợ. Sợ gì? Sợ chết xù nó rồi, phụ nữ chứ cần phải nam, tức là sợ bỏ ra rồi sống được hả? Không có, xù có suối bậy, nhưng mà tùy ra trường hợp. Chẳng lẽ cái họ thiên cả đám mà mấy nghìn người, không lẽ để mấy đứa họ thiên khổ à? Thiếu gì cách để giải quyết. Nhưng mà nên nhớ rằng một cái cửa đóng nó sẽ có cái cửa khác mở cho mình, lúc nào vậy, lúc nào. Cái vấn đề quan trọng là đừng có tạo nghiệp lẫn nhau. Tạo nghiệp lẫn nhau nghĩa là đừng có chửi sùm chửi bậy á, vợ chồng dùng chửi cũng dữ lắm. Thì tự nhiên mình có nghiệp thì ông kia cũng có nghiệp, tốt nhất là đừng có nghiệp vậy thôi. Còn chịu đựng được thì cứ chịu đựng, không có nên bị khẩu nghiệp. Rồi con hỏi kế tiếp đi. À, thưa con, khi mà con tụng kinh mẹ đó, con cũng ưa lo ra mà con không có nghĩ bậy, con nghĩ công việc là lát con làm gì, con nghĩ gì vậy đó sư phụ, như vậy con có tội không sư phụ? Bây giờ tâm con á, nó chưa có trụ, nó chưa có gọi là sáng, thì nó làm cho cái đầu của con á cũng tối theo. Cho nên con phải ngồi thiền. Mình còn chứ không phải mình đọc kinh là để mình tìm một cái chuyện gì bận rộn, rộng rào 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 rồi á, cái đầu nghĩ lung tung. Nó trip mình, nó không có phải vậy. Tu tập nó không phải vậy. Cho nên thưa vụ mà thấy được á, bệnh á, thí dụ như con có 2-3 người bạn, thí dụ cái lực mình yếu, thí dụ cái lực con bệnh yếu, đọc kinh mà con nghĩ tùm lum, thì làm sao con ngồi thiền mà ngồi được? Khó lắm. Con ngồi thiền là con tập trung á sư phụ, mà khi con tụng kinh là con nghĩ lát con đi làm gì rồi con sắp xếp công việc làm sao là con chưa có tỉnh. Nhưng mà khi con nghĩ tới là con biết con đang lo ra, cái con kéo cái tâm con về, thì được một chút nó lại lăng tăng. Con phải kiếm 2-3 người bạn để cộng lực. Con có biết hồi xưa Phật Thích Ca ngồi thiền á, mà nguyên một cái đoàn xe ngựa mà chạy ngang mà mấy vị không hay biết. Tức là khi mình ngồi xuống thì tự nhiên mình thường tôi chích cha tôi quên chuyện này. Không phải con ngồi để con nhắm mắt con nghĩ mình relax, để con nhớ lại cái gì mình chưa làm hay là sẽ làm, đúng không? Không phải vậy. Dĩ nhiên là cái đó nó không mà lon. Khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình sáng, cái mai mình sáng. Con phải biết 30 phút là 30 phút, không cần biết động đất hay là bom nó nổ trước mặt tôi, miễn văng vô mặt tôi cũng ngồi 30 phút. Tức là tập xét cái đồng hồ trước, phải dùng cái đồng hồ là bái cái đồng hồ, còn phải để điện thoại sư phụ bấm 30 phút không, để timer á, sư phụ điện thoại 30 phút rồi ngồi, không cần biết ai bấm chuông ai làm gì kệ, thì con từ từ sẽ làm được. Chứ thường thường á là mấy con mà tắm chưa giữ vừa ngồi xuống 2 phút, ủa nhớ chết cha tôi quên, cái đầu ngồi vậy cái đi làm có không, sẽ khó cái đó. Quen đi, không có care mà chuyện gì xảy ra,
thì từ đó con mới nhìn thấy cuộc đời này nó giãn ra. Chứ còn nếu mà con chạy như con bướm bướm mà theo ánh đèn á, thì mãi mãi mình vẫn là con gì, con siêu thân phải không? À, như bóng đèn đó, mãi mãi chúng ta không phải con siêu thân, chúng ta là con của trời. Chúng ta ở cõi trời xuống đây để học, chứ không phải chúng ta xuống đây để nô lệ cái thế gian này. Chúng ta chỉ dùng cái thế gian này để học, để cho thăng tiến cái thần hồn của chúng ta, để về trển chúng ta biết được cái giá trị của cái trái đất này. Nắng nóng lạnh, ngứa bệnh tật, yêu thương thất thu, rồi đủ thứ cái khổ. Con cái không có quan hệ thì mình chỉ mượn thế gian này, chứ mình không phải thuộc về người của thế gian này. Con phải bái điện thoại làm thầy chứ phụ cho con 30 phút, không cỡ con 10 phút được rồi. 30 phút con chịu không có nổi đâu, tại vì con ngồi 2 phút là con đứng lên liền, chết cha tôi quên này đúng không? Có nhiều thứ như vậy mà xu dạy hoài cũng làm không được. Tại khi ngồi xuống tự nhiên tịnh lại cái nhớ ra này nhớ ra kia thì cả cuộc đời mình nó cứ lăn xăng như thế hoài, thì đâu gọi là tu nữa. Thì đến cái ngày mà con vô cái phòng ICU một đống y tá này chỉ cho có mảnh không có quần lót chẩm nữa, gần đóng ống trong này mà con nằm đó mà con không có tỉnh, con có phải là con bức xúc con khó chịu không? Đó là một cái nghiệp, một cái cực hình của những cái người đại gia phải chịu khi vô phòng dừng bệnh. Họ rất là sợ vô phòng bệnh là vậy. Còn khi chúng ta tu rồi, chúng ta rất là calm, bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không có care, nằm thì cứ nằm yên. Giống như ông bơ lăn tới nó xúc bụng, ta ngồi thiền luôn, tôi thiền trên cái băng ca đó, tôi để tay nè, cái nó chạy hả, nó đưa vô đẩy cái rồi cái ông bác sĩ ha, ông mai lại khỏe ra, chỉ có thằng tấn chứ nha, thằng thế giới ông lính quấn chưa phục, nhưng đang lại thật sự mình chưa bộ thiền trên cái băng ca luôn, hả à, mày nãy lên mơ lăn nó thiền luôn, thiền nằm luôn, rồi chưa phụ hỏi là kia bữa nào kia nó còn kể, chưa phụ kia nó lấy cái bánh cho thù ăn, tại thù chỉ sợ vô nó lâu nó đói bụng thôi, từ sáng tới chiều mà chạy chiếc này xuống rồi mà gieo được chỗ đó rất là khó, không biết không lu bu nha, mà đói bụng con gán kiếm bánh mì thù ông bà lắng nó tới thù đói vô nhà thương cho bụ đó, tụi nó gom được chai nước vô cho về chai nước vô túi là thấy khỏe xong vô ngồi thiền cho mặt ca luôn. Sư phụ à, con có nghe sư phụ nói là đứa nào mà ở trong địa ngục á mà kêu tên sư phụ đi cứu liền. Vậy mai mốt con lỡ con có đọa địa ngục mà sư phụ có nhiều người niệm sư phụ quá sư phụ cứu nổi hết không? Rồi những người mà người ta làm tội đồ nặng quá rồi người ta kêu tên sư phụ cũng cứu hết. Như vậy thì như thế nào sư phụ? Mới bị chạy não bên đây thôi. Bên đây nó chưa. Con đâu có bị đó, con nhìn thấy con không có bị gì. Nhưng mà con lo cho người thân của con. Thật là tự nhiên con chưa có hiểu được những gì mình hiểu được họ là những cái kẻ thù của mình, nợ nần của mình, như là những kiếp hôm nay họ tái sanh vô làm người thân của mình để họ đòi nợ của mình. Thì lúc đó con mới thả lỏng được. Con nghĩ là chắc từ giờ tới lúc con chết con sẽ trả những cái lỗi